Xin mến chào cô chú bác ha. Hiện tại Nhã đang có mặt ở Tòa Thánh Tây Ninh. Thì cũng lâu lắm rồi cô chú bác Nhã mới đi vào Tòa Thánh Tây Ninh ha, để ghi hình cho cô chú bác xem những cái khung cảnh ở miền quê tỉnh Tây Ninh ha. Vào cái dịp trước Tết thì phải nói là Nhã quay được mấy cái video về hoa, hội chợ hoa sưng ở công viên Hòa Thành đó. Huyện Hòa Thành ngày xưa cô chú bác, và cái thành phố Tây Ninh rất là lớn luôn. Còn ngay chỗ Nhã đứng bây giờ cô chú bác là ở trong Tòa Thánh Tây Ninh nha. Thì Nhã nghe nói tháng Giêng này có cái lễ hội là vía Đức Chí Tôn đó. Và có cái triển lãm ở trong đây nữa, nên là cũng muốn giới thiệu cho cô chú bác mình xem ha, cái khung cảnh quanh Tòa Thánh Tây Ninh nó như thế nào, ra làm sao. Ngay chỗ Nhã đứng cô chú bác là báo Ân Từ, ngay chỗ mà diễn ra lễ rằm tháng 8, múa rồng nhang này nọ ha. Đi thẳng là đến đền Thánh Tây Ninh, chỗ chính luôn. Rồi, cô chú bác nhìn xem nè. Phía bên kia là có cái chỗ học streamline ngày xưa cô chú bác, học tiếng Anh ha. Ở Tây Ninh người ta hay nói là chỗ học streamline để đi Mỹ á. Đó, ngoài kia là cửa số 7 chùa. Cô chú bác thấy một khung cảnh ha, rất là đã quen thuộc. Thì ngày hôm nay cô chú bác Nhã sẽ chạy xe xung quanh Tòa Thánh Tây Ninh, đi hành cho cô chú bác mình xem cái khung cảnh Tòa Thánh Tây Ninh sau Tết ha. Sau Tết và có cái lễ hội đó. Đây là hội tháng Giêng thì nó như thế nào, ra làm sao ha. Ok, rồi bây giờ chuẩn bị đi thôi. Rồi, đi thôi cô chú bác ơi. Đi thôi, đi thôi. Mời cô chú bác lên xe cùng đi với Nhã ha. Wow, cảnh ở ngay chỗ đền Thánh lúc nào cũng đẹp nè cô chú bác. Quá đẹp. Báo Ân Từ. Kế bên là nó có hộ Pháp Đường ha, chỗ của Ngài Đức Phật Pháp. Rồi, đi tiếp luôn. Đi tiếp vô Tòa Thánh Tây Ninh, ghi hình cho cô chú bác mình xem. Để mà đỡ nhớ quê hương đó cô chú bác. Đỡ nhớ quê hương. Vào giờ năm nay thì cũng còn MV, nên là cô chú bác khó mà về Việt Nam lúc này được. Hy vọng là đến tháng 8 hay là cuối năm ha, cô chú bác có nhiều thời gian hơn, có thể về Tây Ninh đi chơi. Cô chú bác xem nè. Wow, khung cảnh xung quanh đây. Ồ, đẹp dữ ta. Có lễ thiệt nè, có xe ở của khách du lịch vô nè cô chú bác. 29 ở đâu, ở Hà Nội hả, ngoài Bắc luôn, dữ vậy. Cô chú bác thấy không, 93 Bình Phước. Các bạn có ghi cái lễ hội nè cô chú bác, đại lễ Đức Chí Tôn, đúng rồi, đại lễ Đức Chí Tôn á. Rồi, wow, chạy xung quanh một vòng ta, nên chạy vòng quá. Cho cô chú bác ngắm nhìn lại Tòa Thánh Tây Ninh đi. Cô bác xem nó quá đẹp. Tòa Thánh Tây Ninh ha, lúc nào cũng đẹp luôn. Mời cô chú bác nhìn lại một vòng quanh Tòa Thánh Tây Ninh, quá đẹp cô chú bác. Phía bên kia nhớ nhìn thấy có triển lãm những cái gian hàng ha, có triển lãm những cái gian hàng. Chút xíu nữa Nhã sẽ chạy qua đó. Bây giờ Nhã sẽ chạy xung quanh chỗ Tòa Thánh Tây Ninh này cho cô chú bác mình nhìn lại những kỷ niệm ha. Wow, rất là đẹp luôn cô chú bác. Cực kỳ luôn. Tòa Thánh Tây Ninh, một cái biểu tượng của tỉnh Tây Ninh ha, biểu tượng về tôn giáo lớn mạnh ở tỉnh Tây Ninh mình. Cô chú bác thấy không? Đây là ở phía trong nè, ở phía sau lưng chỗ đền Thánh ha, phía sau lưng chỗ đền Thánh. Rồi giờ Nhã sẽ quẹo qua bên kia và ghi hình cho cô chú bác mình xem những cái gian triển lãm, những cái gian triển lãm ở phía bên đó thì nó như thế nào, ra làm sao ha. Quá đẹp cô chú bác ơi. Wow, cực kỳ. Nó ngược sáng, nhưng mà với cái góc ngược sáng nó cũng hay hay ha. Ồ, có thiệt thôi.
có thể cái triển lãm ở hai bên này cô chú bác, có thể cái triển lãm ở hai bên này. Wow, nó cái nè, có cái tên in đây, ở bên kia là những cái gian hàng triển lãm nhỏ nhỏ cô chú bác, tuốt đằng kia luôn, rồi qua bên đây luôn. Đó, và giờ nhỏ sẽ qua đường nha, sẽ qua đường ghi hình cho cô chú bác mình xem cái gian triển lãm hôm năm nay ha. Đó, cái năm có dịch có MV thì nó như thế nào ra làm sao. Vào đứng ở đây đi, đứng ở đây ha, rồi vô nhà xuống xe. Các chú bác, đây là có gì trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, nó ở cái những cái họ đạo họ làm này các chú bác, họ đạo Hiệp Long, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh, chương trình Lạc Long Quân Âu Cơ, sự tích Lạc Long Quân Âu Cơ ha, nhà đang đứng ở chỗ chính của tòa thánh Tây Ninh luôn, rất là đẹp, cái chỗ diễn ra lễ rằm tháng 8 hàng năm đó các chú bác. Chỗ sân gạch, sân gạch. Cái cảnh này có lẽ là cô chú bác nào mà có quê ở Tây Ninh á thì sẽ nhớ cái cảnh này lắm, bởi vì từ xưa đến bây giờ ha, mấy chục năm rồi, mỗi năm đều có cái lễ này hết, nhưng mà năm nay thì nó khó khăn hơn với cái tình hình MV ha. Quý bác thấy không, cũng cái cây bồ đề quen thuộc đó, phục cơ đây. Giờ mời cô chú bác cùng nghĩa với nhã ha. Đó, sự tích này, sự tích kia, sự tích nọ rất là nhiều luôn. Ở đây là trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm cô chú bác, còn đây là cảnh ba mẹ chở mấy em đi xem nè. Để nhớ dùm lại chút cho cô chú bác nhớ lại kỷ niệm ngày xưa ha, sự tích ngu thuấn đó. Nhớ nhớ hồi nhỏ nha, cũng theo ba mẹ lên đây xem cho chú bác. Năm nay có em trâu vàng ngoắc ngoắc cái đầu kìa, dễ thương ha. Đó, thấy không, khung cảnh ở tòa thánh Tây Ninh ha, quá đẹp, quá đẹp. Đó, sự tích ngu thuấn. Rồi đây ba mẹ mấy em này thì vẫn là coi trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đó, kể về những cái vị coi như là những cái người nổi tiếng ngày xưa ha. Đó, và thông qua đó là những cái câu chuyện hay để giáo dục cho con cháu sau này. Đó, đây là Lạc Long Quân Âu Cơ, coi chú bác thấy không, khung cảnh xung quanh đây quá đẹp ha. Cô chú bác thông cảm là nhã không có dám lại gần nha cô chú bác, bởi vì chỗ đông người á thì mình cũng hạn chế ha, mình đứng xa xa thôi, mình đứng xa xa chủ yếu cho cô chú bác xem cái phong cảnh thôi, khung cảnh, cái không khí. Đây có còn cây mai vàng nè cô chú bác, cho cô chú bác xem cái không khí ha. Rồi đi tiếp cô chú bác ơi, để nhà đầy máy xe, mời cô chú bác cùng đi tiếp với nhã lên phía trên ha. Ồ, chỗ này thì nó hơi ngược sáng, trời lên trên nè, ngay đây là cô chú bác. Wow, cái gì, cái khán đài ngay chỗ mà múa rồng nhang á, mừng đại lễ Đức Chí Tôn. Chỗ này khán đài khách rằm tháng 8 về mỗi năm ha. Còn ở trên đây, ở trên đây thì có những cái gian triển lãm khác. Đó, nhân ngần ở ngoài đây ghi hình cho cô chú bác mình xem. Đó, còn có ai ha, ở đây nè cô chú bác, có cái gì thần nông, triển lãm thần nông. Bên kia thì có Lý Thường Kiệt. Đó, bên thần nông, bên Lý Kiệt ha. Cô chú bác xem nè, cha mẹ chở con cái đi xem những cái lễ hội này, cũng thông qua đó thì có thể giáo dục cho con cái mình hiểu về lịch sử của Việt Nam mình ngày xưa ha. Những cái vị anh hùng dân tộc, những cái sự tích
đất này kia nọ. Đó. Đây có gì điển tích Tử Lộ. Đó. Còn bên kia là triển lãm về chùa mới. Nó rất là nhiều cái khác nhau, gian khác nhau các chú bác. Đó, thấy không? Rất là nhiều ha. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Không, bên đây chắc khoảng là 9-10 cái đó các chú bác. Từ cái đầu bên đó xuống ha. Ra bây giờ đi qua phía kia đi. Phía đây cũng có nhiều cái nữa nè các chú bác. Nhiều cái gian triển lãm khác. Đó, các chú bác thấy không? Giờ nhớ mời cô chú bác cùng đi qua phía kia ha. Có gì hay không nhỉ, ghi hình cho cô chú bác mình xem tiếp. Đó, chủ yếu mình xem để nhớ là cái không khí ngày xưa ha, cho cô chú bác. Rồi, đi tiếp thôi. Rồi, nhớ sẽ chạy xe đi tiếp. Ghi hình cho cô chú bác mình xem tiếp ha. Đó, từ bên đây nhớ nhìn qua phía bên kia cô chú bác. Nay ông bà có hôn lên cái lễ hội. Sao bà này đi lễ hội mà. Rồi, nhớ sẽ chạy hôm qua. Và qua a hi hi. Cô chú bác thấy không? Khung cảnh wow, ngay chỗ Thái tử nè. Thái tử Thích Đạt Đa ha. Rồi, ngay cái khu này. Mừng đại lễ Đức Chí Tôn. Sắc tộc gì nữa cô chú bác, rất là đẹp luôn ha. Đó, cô chú bác mình thấy không? Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Rồi, đi tiếp luôn, đi tiếp luôn. Đó, cô chú bác thấy không? Khung cảnh xung quanh đây. Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo nữa nè. Trần Hưng Đạo. Ở đây có mừng đại lễ Đức Chí Tôn. Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Đó, bên đây có lê lợi nữa cho chú bác. Rất là nhiều cái sự tích xưa mà nay ha. Đó. Chú bác thấy không? Rất là đẹp. Bên kia có Nguyễn Đình Chiểu nữa. Thì cũng hy vọng ha, những cái hình ảnh này đó, giúp cô chú bác nhớ về cái cảnh ngày xưa, cũng được ba mẹ mình chở đi tòa thánh Tây Ninh xem. Bên đây có Nguyễn Đình Chiểu nè cô chú bác. Ồ, cái chỗ Nguyễn Đình Chiểu nhớ thấy là thu hút đông người nè. Để nha, zoom vô để cô chú bác mình xem ha. Nguyễn Đình Chiểu đó, cô chú bác thấy không, khung cảnh xung quanh đây rất là đẹp luôn. Nguyễn Đình Chiểu, họ đạo tỉnh Bến Tre. Đúng rồi, Bến Tre làm cái này là đúng lắm rồi. Đó, bên đây có gì mừng đại lễ Đức Chí Tôn rồi các chú bác. Mừng đại lễ Đức Chí Tôn này nọ ha. Rất là đẹp luôn. Đó, các chú bác thấy không? Hình ảnh xung quanh tòa thánh Tây Ninh. Đó, vào dịp lễ tháng Giêng ha. Như thế nào, ra làm sao. Đó. Quá đẹp đó các chú bác. Rồi, nhớ sẽ chạy xuống dưới kia chút xíu nữa ha. Và kết thúc video ở đây. Nhã xin cảm ơn cô chú bác rất là nhiều đã dõi theo những cái video về du lịch tỉnh này tỉnh kia của Nhã, cũng như ở Sài Gòn, Tây Ninh ha. Tây Ninh là cái quê hương của Nhã. Năm nay Nhã có làm thêm bất động sản đó cô chú bác, để kiếm thêm mình đi du lịch cho nó thông thả. Rồi, Nhã cảm ơn cô chú bác nhiều nha. Chúc cô chú bác khỏe nha. Đứng ngay đây đi. Ok. Rồi, bye bye.